Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Tiêu điểm VGC Pokemon mỗi tuần. Nó sẽ giới thiệu cho các bạn về các Pokemon và lối chơi của các Pokemon đó trong VGC để giúp mọi người có thể dễ dàng chọn ra phong cách chiến đấu cho các Pokemon mà các bạn yêu thích. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xuống điểm sâu nhất của khu vực Area Zero trong vùng Paldea để tìm hiểu về sức mạnh của một Pokemon không tưởng được đưa đến từ một dòng thời gian trong quá khứ. Và đây sẽ là tiêu điểm VGC về Pokemon huyền thoại Coraidon. Coraidon được biết đến trong cuốn Scarlet Book là một Pokemon cổ đại có liên quan đến Cyclozor và được xếp trong danh sách các Pokemon Paradox. Coraidon, hay còn được gọi là Wing King, có sức mạnh khá đặc biệt so với các Paradox Ancient khác. Trong cuốn Scarlet Book, sức mạnh của Coraidon được miêu tả rằng Pokemon này có thể tung đôi cánh của bản thân để bay lên bầu trời và sẽ giáng xuống những đòn cực mạnh vào kẻ thù của nó. Ngoài ra, Coraidon còn được coi như là thủ lĩnh của các Paradox quá khứ vì có thể gọi ra thời tiết trời nắng, giúp tăng sức mạnh của bản thân lẫn các Pokemon Paradox quá khứ khác. Với sức mạnh cơ bắp đến từ dòng thời gian cổ xưa, liệu Coraidon có đủ sức để đấm tung tất cả các đối thủ trên đấu trường hiện nay hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về sức mạnh của nó trong phần tiếp theo. Tổng quan về sức mạnh. Mang trong mình một sức mạnh ấn tượng nhờ vào cơ bắp cứng cáp bao quanh cơ thể, cùng với những vũ khí chính của nó là nanh, vuốt và lớp vảy dày cứng chắc. Coraidon sẽ luôn tung ra những cú đấm uy lực vào mặt đối thủ để nó có thể bảo vệ lãnh thổ. Và hơn hết, sức mạnh của Coraidon phần nào được thể hiện khá rõ thông qua chỉ số của nó. Với công vật lý và tốc độ đều nằm ở mức 135, Pokemon này sẽ là một Pokemon rất mạnh ở mảng vật lý và rất nhanh nhẹn trong các trận chiến. Khả năng phòng thủ của Coraidon cũng khá ổn khi các chỉ số sinh lực và phòng thủ của nó đều được chia khá đều, nằm ở mức ổn từ 85 trở lên. Nó mang trong mình đặc tính Oraculum Pulse, khi ra sân sẽ triệu hồi trời nắng, và khi Coraidon đứng trong thời tiết trời nắng, vì thế thì tấn công vật lý cơ bản của nó lúc này sẽ được tăng lên 180, chưa tính cộng dồn từ EVs, IVs hay là Nature. Lúc này thì Coraidon sẽ cực kỳ mạnh mẽ với những cú giáng chí mạng vào đối thủ. Về hệ của Pokemon thì mang trong mình hệ giác đấu và rồng, giúp cho nó giảm được sát thương từ hệ lửa, nước, điện, cỏ, bọ và đá. Nhưng bị khắc chế bởi cũng khá hệ, đó chính là băng, bay, siêu linh và rồng, đặc biệt là bị nhân 4 sát thương bởi hệ tiên. Về điểm mạnh và điểm yếu của Pokemon, thông qua những nội tại trên, có thể thấy Coraidon sẽ là một Pokemon rất mạnh ở mảng vật lý, hơn hết là khi nó được bổ trợ bởi đặc tính. Tốc độ của Coraidon tuy là chưa quá cao khi so sánh với các Pokemon khác trong đấu trường hiện nay, nhưng vẫn sẽ là mức tốc độ rất ổn khi đối đầu với phần còn lại trong đấu trường. Nhất là khi các chỉ số tốc độ và khả năng tấn công hay phòng thủ của Coraidon đều có thể gia tăng nhờ lợi thế từ bộ chiêu thức mà Pokemon này sở hữu. Điểm yếu chí mạng nhất của Coraidon chỉ là về song hệ giác đấu và rồng của nó, thì bị khắc chế bởi hệ tiên, một hệ cực kỳ thông dụng và mạnh trên đấu trường hiện nay. Tuy vậy thì chúng ta sẽ không cần quá lo lắng, vì ở trên chính, cơ chế Terra sẽ là cú tinh lớn cho Coraidon khi có thể giúp Pokemon này đổi hệ và giảm đi được khá kẻ thù vốn khắc chế Pokemon này từ ban đầu. Về lối chơi, qua điểm mạnh và điểm yếu cũng như lợi thế của Coraidon, chúng tôi sẽ đưa ra những lối chơi như sau để tối ưu hết sức mạnh của Pokemon này. Coraidon phù hợp nhất lẫn cả trong vị trí tiên phong và càng quét về cuối trận, nên việc lựa chọn Coraidon ra sân lúc nào sẽ phải dựa vào đội hình của đối thủ. Hơn hết thì khi ta đối đầu với những đối thủ trong thời tiết, chúng ta nên cho Coraidon ra sân thích hợp để có thể đè lên thời tiết của đối phương, giữ vững lợi thế cho đội hình. Các Pokemon trong đội hình sẽ được lựa chọn là những Pokemon có thể tận dụng được sức mạnh trời nắng và cũng như là những đồng đội có thể khắc chế lại những điểm yếu mà Coraidon mắc phải. Với lối chơi này thì sẽ khá cần sự thông thạo từ nhà huấn luyện để đưa ra những phương án hợp lý nhất dẫn đến chiến thắng. Tiếp theo sau đây là những đồng đội mà chúng tớ lựa chọn để đồng hành cùng Coraidon, có thể giúp cho nó phát huy được lợi thế trong thời tiết, cũng như là sự kết hợp hoàn hảo, lấp đầy khuyết điểm của Coraidon mắc phải. Flutterman sẽ là Pokemon hoàn hảo khi đi chung với Coraidon, vì nhờ thời tiết trời nắng mà Coraidon tạo ra có thể giúp gia tăng thêm sức mạnh cho Flutterman. Và hơn hết, đây sẽ là một Pokemon rất tốt khi đảm nhiệm vai trò tấn công đặc biệt trong đội hình với tốc độ rất cao khi được gia tăng trong trời nắng. Dazzling Gleam sẽ là đòn tấn công đa mục tiêu với sát thương được cộng thêm Staff từ hệ tiên. Shadow Ball sẽ là đòn tấn công đơn mục tiêu với Staff sát thương từ hệ ma, giúp gia tăng khả năng công phá. Mystical Fire sẽ là đòn đánh hệ lửa khá mạnh khi cộng với hiệu ứng từ trời nắng. Chiêu thức này có thể giảm được một bậc tấn công đặc biệt của đối thủ. Raging Ball sẽ là phương án tuyệt vời khi đối đầu với những Pokemon có thể tạo ra sàn đấu điện hay là thời tiết trời mưa, vì lúc này Raging Ball có thể tận dụng được lợi thế cả hai địa hình trên để gia tăng sức mạnh cho bản thân,
cũng như sẽ là khắc chế lớn với đội hình trời mưa. Và Raging Bolt cũng sẽ là một Pokemon tấn công đặc biệt rất tốt vì có thể gia tăng sức mạnh khi đứng dưới thời tiết trời nắng mà Corridon tạo ra. Thunderclap sẽ là chiêu thức ưu tiên và chỉ sử dụng thành công khi đối thủ có ý định tấn công đồng minh. Đây sẽ là chiêu thức hệ điện mạnh mẽ khi bất lợi về tốc độ so với đối phương. Thunder, Thunderbolt hay là Electroweb sẽ là những chiêu thức hệ điện mà bạn có thể lựa chọn tùy vào mục đích của bạn. Thunder và Thunderbolt sẽ là hai chiêu thức gây sát thương khá lớn, trong đó thì Thunder đặc biệt mạnh khi có thể tận dụng được thời tiết trời mưa của đối thủ. Electroweb tuy không gây sát thương lớn bằng hai chiêu kia, nhưng sẽ là lựa chọn tuyệt vời khi bạn muốn kiểm soát tốc độ của đối phương. Waterbolt sẽ là chiêu thức tận dụng các dạng thời tiết để gia tăng sức mạnh và đổi hệ của chiêu thức tùy vào thời tiết. Cho nên nếu tùy cơ ứng biến thì chiêu này sẽ cực kỳ hữu dụng. Dragon Meteor sẽ là chiêu thức nhằm tiêu diệt nhanh chóng đối thủ khi mà các chiêu thức trên bị kháng lại, tuy nhiên sẽ phải chịu cái giá khá đắt, lại bị giảm hai bậc tấn công đặc biệt. Incineroar sẽ là Pokemon đảm nhiệm vai trò quấy rối và tấn công đối thủ nhờ vào đặc tính Intimidate của bản thân để giảm khả năng tấn công vật lý của đối phương, và kèm theo đó là rất nhiều các chiêu thức khó chịu mà Pokemon này có thể học được, trong đó Knock Off có thể phá được trang bị mà Pokemon đang cầm. Còn Flare Blitz sẽ là chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ khi đứng dưới trời nắng của Corridon. Chiêu Will-O-Wisp dành cho những đối thủ đặc biệt mạnh ở mảng tấn công vật lý, khiến cho kẻ địch bị bỏng và làm giảm 50% tấn công vật lý khi dính bỏng. Parting Shot dùng để giảm một bậc tấn công vật lý và tấn công đặc biệt của kẻ địch, khiến cho đòn đánh của đối thủ trở nên suy yếu hơn. Fake Out sẽ là chiêu thức ưu tiên khiến cho đối thủ bị choáng và tạo ra khoảng hở để đồng minh tấn công. Ugopon mặt nạ đá và Golden Go sẽ là hai Pokemon còn lại được lựa chọn cho đội hình, vì hai Pokemon này đều là những Pokemon đặc biệt mạnh ở từng mảng tấn công vật lý và tấn công đặc biệt, có thể khắc chế lại những hệ là kẻ thù của Corridon như là băng, bay và tiên, nên sẽ là lựa chọn rất tốt để kết hợp với đội hình nhằm đối phó với những khắc tinh trên. Về chiến thuật, từ lối chơi đã kể trước đó cùng với các Pokemon đồng minh mà tụi mình lựa chọn, thì chiến thuật đối với Corridon sẽ là vừa setup vừa tấn công. Trong đó thì Corridon sẽ đảm nhiệm hai vai trò, một là tiên phong hoặc là càng quét đối thủ về cuối trận, cho nên bạn phải lựa chọn ra sân sao cho hợp lý để tạo ra thời tiết trời nắng, giúp tăng sức mạnh cho các đồng minh và bản thân. Đối với các Pokemon còn lại thì sẽ ra sân phù hợp khi đối đầu với những kẻ địch nhất định. Raging Bolt sẽ ra sân khi đối thủ có thể tạo ra thời tiết trời mưa hoặc là sàn điện. Còn Incineroar sẽ ra sân khi đối thủ là những Pokemon mạnh ở mảng vật lý để quấy rối và hỗ trợ đồng minh tấn công. Flutterman sẽ là lựa chọn khi bạn muốn đánh nhanh thắng nhanh nhờ vào tốc độ và sát thương khá lớn của bản thân. Còn Golden Go và Okapon sẽ là lựa chọn khi gặp những đối thủ khắc chế Pokemon trong đội hình. Và như đã nói ở phần lối chơi bên trên, chiến thuật sử dụng cho Corridon rất đa dạng trong từng trường hợp khác nhau, vậy nên sẽ rất cần kinh nghiệm từ nhà huấn luyện để có thể tận dụng hiệu quả sức mạnh của Corridon và các Pokemon trong đội hình. Về điểm yếu của chiến thuật, đối với các dạng chiến thuật mà chúng ta lựa chọn cho Corridon và các Pokemon đồng minh, tuy là sẽ phù hợp để lấp đầy khuyết điểm của nhau, nhưng vẫn sẽ cần kinh nghiệm từ nhà huấn luyện. Và các điểm yếu không thể tránh khỏi, đó là khi thời tiết trời nắng của Corridon bị đè lên bởi một loại thời tiết khác, nó sẽ làm giảm đi khá đáng kể khả năng tấn công của Corridon và các Pokemon được gia tăng sức mạnh trong thời tiết trời nắng. Còn một khắc tinh nữa tuy không đáng kể, nhưng chiêu Haze sẽ là một chiêu counter lớn với đội hình, vì nó sẽ xóa hết toàn bộ chỉ số mà chúng ta đã set up từ ban đầu. Đến phần xây dựng sức mạnh. Đối với chiến thuật nói trên, chúng ta sẽ xây dựng chỉ số cho Corridon như sau để tận dụng hết mức sức mạnh của Pokemon này. Về EV, chúng ta sẽ đầu tư hết về mảng tấn công vật lý, vì vốn đây là điểm mạnh của Corridon, lúc này sẽ giúp tối đa được sức mạnh từ những đòn đánh. Và các chỉ số còn lại sẽ được gia tăng lần lượt ở mảng phòng thủ đặc biệt và 36 điểm cho mảng sinh lực để giúp khả năng phòng thủ của Corridon được nâng cao. Đây sẽ là điều cần thiết để giúp chiến thuật setup mà chúng ta đưa ra được thành công. Về mảng IV thì vì đây là một Pokemon tấn công vật lý rất tốt cùng với tốc độ khá cao, nên chúng ta sẽ lựa chọn đầu tư tối đa hết vào tất cả các mảng chỉ số. Về đặc tính thì Oraculum Pulse vẫn sẽ luôn là đặc tính tốt nhất cho Corridon để giúp cho nó tối ưu đầu ra sát thương của mình, cũng như là hỗ trợ gia tăng sức mạnh cho đồng đội vốn hoạt động tốt trong thời tiết trời nắng. Về tính cách thì Adamant tăng 10% tấn công vật lý và giảm 10% tấn công đặc biệt sẽ là tính cách phù hợp để giúp gia tăng tối đa sức mạnh tấn công vật lý cho Corridon. Về hệ Terra thì hệ lửa sẽ là hệ Terra phù hợp cho Corridon vì có thể giảm đi các điểm yếu về hệ mà Corridon mắc phải, cũng như giúp gia tăng sức mạnh tấn công của các chiêu thức hệ lửa, và đây cũng sẽ là hệ thích hợp khi kết hợp với thời tiết trời nắng. Trang bị thì Clear Amulet sẽ là trang bị rất phù hợp cho Corridon, giúp ngăn chặn các Pokemon khác hạ thấp chỉ số của mình, đặc biệt là khi đối đầu với Intimidate của Incineroar, và nó cũng có thể làm vô hiệu hóa các chiêu thức làm giảm chỉ số như là Parting Shot, giúp cho Corridon luôn giữ vững được mức sát thương lớn của bản thân.
Collision Course sẽ là chiêu thức tấn công chính cho Corredon, kèm với khả năng gia tăng 33% sức mạnh nếu chiêu thức này gây sát thương siêu hiệu quả lên đối thủ. Flame Charge sẽ là chiêu thức tấn công mang theo sức mạnh từ việc Terra hệ lửa và được gia tăng nhờ thời tiết trời nắng. Đây còn là chiêu thức giúp cho Corredon tăng một bậc tốc độ, khiến cho Pokemon trở nên nhanh hơn đối thủ và những lượt đánh sau. Focus sẽ là chiêu thức setup giúp cho Corredon tăng khả năng tấn công vật lý và phòng thủ vật lý. Lúc này thì khả năng tấn công lẫn khả năng trụ sân của Corredon là rất tốt. Nhưng khi sử dụng Focus, phải lựa chọn tình huống phù hợp để Corredon không bị rút máu quá nhiều, nếu không thì việc gia tăng chỉ số cũng trở nên vô nghĩa. Protect sẽ là chiêu thức có thể mang theo, giúp bản thân có thể dự đoán được bước đi của đối thủ. Tiếp theo sẽ là trận thực chiến để chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về Corredon. Pokemon chủ lực bên đối thủ đó chính là Mirrodon, có môi trường điện. Và nhìn thêm một chút thì chúng ta có Acheloron, sẽ là một Pokemon tận dụng được môi trường điện khá tốt nữa. Cho nên là đội hình chúng ta chắc chắn là phải có mang theo Raging Ball để tận dụng được sát thương từ môi trường điện của Mirrodon, cộng với khả năng tạo ra trời nắng của Corredon thì coi như là một công đôi chuyện. Và một con Pokemon nữa thì chắc chắn phải mang theo Incineroar để đối đầu với Incineroar bên đối thủ. Flutterman sẽ là phương án để chúng ta tận dụng được trời nắng, cộng với lại hệ tiên của Flutterman cũng khắc chế được hệ rồng của Mirrodon nữa. Cho nên đó sẽ là những Pokemon mà chúng ta mang vào trận này. Bên đối thủ cho ra Mirrodon cùng với lại Tornadus. Đa phần thì người ta sẽ sử dụng Tornadus để tạo ra trời mưa, để cho con Acheloron đằng sau có thể bắn được một hiệp Electro Shot. Ồ, con Mirrodon này mang theo Electric Seed để tăng một bậc phòng thủ vật lý. Vấn đề ở đây chúng ta có thể sẽ hạ gục được con Tornadus nếu mà trong môi trường điện này. Cái đáng sợ nhất với Raging Ball là con Mirrodon bên kia sử dụng chiêu Draco Meteor thôi, sẽ ra hình hệ điện. Nhưng không sao, chúng ta có phay cao lượt đầu tiên của Incineroar để có thể vô hiệu hóa Mirrodon trong lượt đầu. Bên kia đã sử dụng Tailwind để tăng gấp đôi tốc độ cho đồng minh. Và nếu chúng ta hạ gục được con Tornadus trong lượt này, chính xác là hạ được nó. Vì đang trong môi trường điện nên các chiêu hệ điện sẽ được tăng thêm 30% sát thương. Chính xác là đối thủ muốn cho ra Acheloron, nhưng có vẻ nếu không có trời mưa thì chỉ Electro Shot cũng không quá đáng sợ. Chúng ta phải rút con Raging Ball về vì rất có khả năng con Mirrodon bên kia sẽ sử dụng chiêu Draco Meteor, kết liễu được luôn con Raging Ball của chúng ta. Electro Trip có vẻ sẽ đánh vào Incineroar. Chính xác là vậy. Nhưng đúng là huyền thoại Incineroar không dễ dàng một hit đi luôn như vậy. Và chúng ta đã dự báo đúng, chiêu Draco Meteor đáng ra sẽ tung vào con Raging Ball. Giờ đây thì trên sân đã có Flutterman, thì chúng ta không còn ngần ngại gì mà không cho Corredon ra trận. Corredon khi ra trận sẽ tạo ra thời tiết trời nắng, sẽ tăng thêm 50% tốc độ cho Flutterman. Đối thủ có vẻ sẽ nhắm vào Incineroar để kết liễu. Nhưng lúc này thì chúng ta đã đổi Corredon ra trận, nên có vẻ sẽ bị giảm sát thương đi một chút. Không quá đáng lo ngại. Còn bên chúng ta, Flutterman sẽ sử dụng chiêu Mystical Fire để làm giảm một bậc tấn công đặc biệt cho Mirrodon. Nhờ vào trang bị Focus Sash mà chúng ta vẫn còn có một lượt nữa để có thể tấn công. Vì Tailwind sau lượt này là hết tác dụng, nên chúng ta tốt nhất là nên bảo vệ cho hai Pokemon của mình, để khi Tailwind không còn tác dụng nữa thì chúng ta sẽ là người nhanh nhất trên sân. Chiêu thức Parabolic Charge giúp cho nó tấn công tất cả mục tiêu trên sân, kể cả đồng minh. Đổi lại thì nó sẽ được hồi lại một lượng máu tương ứng. Và Tailwind nó không còn tác dụng. Lúc này thì chúng ta đã có thể tự tin mà tấn công một trong hai đối thủ. Corredon Terra hệ lửa và sẽ nhắm vào Acheloron.
chưa kịp nhắm vào thì ở Charludon đã ngủm rồi. Cho nên chúng ta sẽ nhắm vào. Lúc này thì Flutterman phải rút lui thôi. Nhưng chúng ta vẫn có khả năng, chiêu Collision Call sẽ có thể hạ gục được Mirrodon trong lượt này. Hạ gục được không? Không sao, lượt sau chúng ta vẫn nhanh hơn con Mirrodon. Và chúng ta còn 3 con Pokemon nữa mà. Incineroar sẽ ra trận. Nhờ việc giữ lại Incineroar, có lẽ lượt sau chúng ta sẽ vô hiệu hóa được con Mirrodon luôn. Tuy vô hiệu hóa được Mirrodon và có thể hạ gục được nó, nhưng đổi lại thì con Urshifu nước bên kia có vẻ sẽ hạ gục lại được con Corridon của chúng ta. Một đổi một thôi. Mirrodon đã bị hạ gục. Và lượt sau thì Corridon của chúng ta cũng nằm luôn. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn con. Ồ, họ nhắm vào con Incineroar. Vậy là chúng ta vẫn còn con Raging Ball phía sau. Đang có trời nắng. Chiêu Collision Call này có thể hạ gục được con Urshifu hay không? Còn một miếng máu nữa, không sao. Chúng ta vẫn còn con Raging Ball đang dồi dào sinh lực. Và chiến thắng đang rất gần kề. Hy sinh Corridon lúc này cũng không có gì nuối tiếc cả. Và thế là trận đấu kết thúc. Tổng kết là đại diện cho các Paradox đến từ quá khứ. Corridon theo đánh giá của tụi mình là một Pokemon tấn công vật lý cực kỳ mạnh mẽ trên đấu trường hiện nay, đảm nhiệm tốt vai trò của bản thân với đầu ra sát thương cực kỳ cao và bộ chiêu thức đa dạng, có thể giúp gia tăng các chỉ số khác nhau để củng cố thêm khả năng phòng thủ, tấn công hay là tốc độ của bản thân. Corridon trong chiến thuật mà tụi mình đưa ra sẽ phải cần rất nhiều kinh nghiệm từ nhà huấn luyện nếu muốn đồng hành với Pokemon này để dẫn đến chiến thắng. Vậy nên để đưa ra đánh giá cho Corridon, tụi mình sẽ dành cho Pokemon này là 5/5 sao. Ở trên là toàn bộ những thông tin mà tụi mình đưa ra để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về Pokemon cũng như là lối chơi của Pokemon đó. Mong các bạn sẽ có thật nhiều thắng lợi trên đấu trường với Pokemon này, giúp cho đấu trường VGC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ và làm mới đấu trường nhiều hơn nữa. Nếu có gì thiếu sót về Pokemon này, mọi người đừng quên hãy góp ý cho tụi mình ở phần bình luận bên dưới nha. Và các nhà huấn luyện cũng có thể đưa ra những Pokemon mà mọi người yêu thích để tụi mình xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh các Pokemon đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong tiêu điểm VGC tuần sau. Bye.